Vừa qua, Trung tâm Thương mại Ion Mall Long Biên đã chính thức khai trương phục vụ người tiêu dùng thủ đô Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa đã đến dự phát biểu chào mừng và cắt băng khai trương. Nằm trong chiến lược phát triển hệ thống phân phối sản phẩm thời trang cao cấp Infinity Growth, ngay trong ngày khai trương Ion Mall Long Biên, Tổng công ty May 10 đã khai trương cửa hàng thời trang cao cấp Infinity Growth thứ 5 tại Trung tâm Thương mại. Infinity Growth là dòng sản phẩm thời trang cao cấp mang đến cho người tiêu dùng một sự trải nghiệm, một đẳng cấp của một thương hiệu thời trang cùng với những tiện ích, sự thoải mái với nhiều chủng loại sản phẩm. Với triết lý, chất lượng chính là nguyên tắc và nắm bắt được xu hướng thời trang và nhu cầu của người tiêu dùng. Các mẫu thiết kế của Infinity Growth bắt kịp những xu hướng mốt thịnh hành tại các kinh đô thời trang thế giới, hứa hẹn sẽ thổi một luồng gió mới vào xu hướng thời trang Việt. Sự kiện này cũng chính là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động chào mừng 70 năm ngày thành lập Tổng công ty May 10, mùng 8 tháng 10 năm 1946, mùng 8 tháng 10 năm 2016.